Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng 4 năm kỷ hợi, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông long trọng tổ chức đại lễ Phật đảng Liên Hiệp Quốc Vesak sát 2019 tại lễ đài chính của Ban trị sự huyện Chùa Tân Long, ấp Gò Lước, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trước khi diễn ra đại lễ, ban trị sự cùng tăng ni Phật tử đến nghĩa trang liệt sĩ quyền đặt vòng hoa tưởng niệm các vị anh hùng chiến sĩ đã xả thân vì tổ quốc Việt Nam thân yêu, sau đó trở về lễ đài chính, cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2563. Quan Lâm chứng minh và tham dự lễ có Hòa Thượng Thích Chân Phước, Thượng tọa Thích Giác Ngộ, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quyện Gò Công Đông. Thượng tọa Thích Bủ Hòa, ủy viên thường trực, trưởng ban nghi lễ giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, chư tôn đức tăng ni trụ trì, trú xứ các chùa, tỉnh xá trong huyện cùng về tham dự. Đại diện chính quyền có sự tham dự của ông Đoàn Văn Ngon, phó bí thư thường trực huyện ủy, huyện Gò Công Đông; ông Mai Văn Cười, phó trưởng ban nhân vận huyện; ông Lê Hoàng Việt, ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ông Nguyễn Minh Thông, Phó trưởng phòng nội vụ quyền, ông Huỳnh Hữu Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền, ông Nguyễn Hữu Chiến, đội trưởng đội an ninh công an quyền, đại diện các cấp lãnh đạo đảng chính quyền trong huyện, xã Tân Đông và Tân Tây Sở Tại cùng đông đảo Phật tử đồng tham dự đại lễ. Sau lời tuyên bố lý do là nghi thức chào cờ, toàn thể đại chúng cùng hướng về quốc kỳ, cử quốc ca, hướng về đạo kỳ, cử đạo ca, lắng lòng một phút nhập từ bi quán hướng về ngày đảng sanh của đức phật cùng lan tỏa năng lượng an lành đến pháp giới chúng sanh tiếp đến các em phật tử chùa phước hòa đại diện pháp hội dân hoa cúng dường lên đức từ phụ thích ca mâu ni nhân ngày khánh đảng của ngài trong buổi lễ hòa thượng thích chân phước đã tuyên đọc thông điệp đại lễ phật Đảng phật lịch 2563 dương lịch 2019 của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Thượng tọ Thích Vũ Hòa tuyên đọc thông điệp Phật đảng của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và diễn văn đại lễ Phật đảng của Đức Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Bức thông điệp đã nhắc nhở người không Phật luôn biết tìm hạnh phúc trong từng lời pháp nhụ của Đức Phật Lời diễn văn hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự đã nhắc về sự đóng góp của Phật giáo đối với thế giới, những pháp chuyển hóa khổ đau trong cuộc sống. Đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành tặng lãng hoa chúc mừng nhân ngày đại lễ Phật đản. Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền, thay mặt chính quyền phát biểu chúc mừng đại lễ Phật đản đến ban trị sự, chư tăng ni Phật tử trong quyền biểu dương tinh thần hòa hợp giữa đạo và đời để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Nhân đại lễ Phật Đảng, ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông trao tặng một nhà tình thương và ba cây cầu nông thôn trị giá 400 triệu đồng. Sau lễ hành chính, chư tôn thiền đức đã niệm hương, cử hành nghi thức khánh đảng, tán hoa cầu nguyện cho thế giới hòa bình và nhân dân an lạc. Thượng tọa Thích Bửu Hòa, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo quyền trưởng ban tổ chức phát biểu cảm tạ chư tôn đức tăng ni đại diện chính quyền cùng đồng bào phật tử đã đến chứng minh và tham dự đại lễ phật đản của phật giáo huyện nhà góp phần làm cho buổi lễ thành công viên mãn trước đó vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019 ban trị sự phật giáo huyện đã tổ chức trao tặng 300 phần quà cho bà con nghèo thuộc xã Tân Đông và Tân Phước trị giá 80 triệu đồng.